Bossa, xin chào 500 anh em, chào mừng các em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Thì ngày hôm nay mình sẽ đi review hai thứ mà mình chắc chắn là 100% các bạn đều đã biết đến. Tất nhiên rồi, các bạn đọc cái tiêu đề thì các bạn mới vô xem clip đúng không? Đó chính là chiếc bàn phím Funlen M87S huyền thoại. Đây là một trong những cái con bàn phím mà ngày xưa rất nhiều bạn nhắc đến và có rất nhiều bạn sử dụng và nó đã quay trở lại. Với cái giá của nó cũng khoảng tầm 700 ngàn thôi, khá là ngon lành. Về cái con này thì mình sẽ không có review lại nữa, mà mình sẽ cho nó kết hợp với lại một cái thứ nữa mà cũng rất là đặc biệt và rất là nhiều người thích. Đó là một bộ keycap đi như thế này. Đây, đây là cái bộ keycap mà rất là nhiều người ưa chuộng. Bởi vì sao thì tí nữa mình sẽ cho các bạn xem. Và cái bộ keycap này cũng có rất là nhiều người yêu cầu mình là lắp trực tiếp lên chiếc Funlen M87S xem thử nó như thế nào. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ cùng nhau lắp chiếc ba keycap này vô nhé. Ok, bây giờ mình sẽ cùng đi nói sơ qua về chiếc bộ keycap này và cũng lắp nó lên chiếc bàn phím Funlen M87S xem thử nó sẽ như thế nào nhé. Rồi, mình sẽ nói sơ qua về cái bộ keycap này trước. Bộ keycap này thì chất liệu của nó sẽ là PPT, tuy nhiên nó sẽ được phân làm hai lớp. Cái lớp ở phía trên sẽ là lớp màu đen và ở dưới thì nó sẽ làm theo kiểu trắng đục, trắng mờ mờ như xương á. Thì cái phần trắng này chính là cái phần mà giúp cho cái keycap nó tỏa sáng ở phía dưới chân rất là đẹp. Và tất nhiên nó sẽ được hỗ trợ đó là double shot hai lớp thì giúp cho cái đèn led nó có thể xuyên sang các ký tự phía trên này. Và như các bạn để ý thì cái bộ keycap này các cái ký tự của nó cũng làm được khá là liền lạc chứ không có rời rạc như hoặc là bị cắt ngoãng như là những cái bộ keycap gốc ở phía trên con Funlen đây. Như các bạn thấy ở đây. Thì về cái bộ keycap này chắc chắn gắn lên những cái viền RGB thì nó sẽ rất là đẹp rồi. Và đặc biệt là với cái con Funlen M87S với cái hệ thống đèn led nổi phía trên thì nó lại càng sáng hơn nữa. Và bây giờ mình sẽ thử lắp cái bộ keycap bút đình này lên chiếc bàn phím này nhé. Về cái lắp bộ keycap này thì cũng khá là đơn giản thôi. Các bạn cắt một đầu ra rồi sau đó các bạn tuốt bộ keycap này ra rồi lắp lên thôi. Tuy nhiên đây là cái bộ tiêu chuẩn thì nó chỉ hỗ trợ những cái layout chuẩn thôi nhé, không có phải hỗ trợ những cái layout dị như là 68 hay là 75 hoặc là 96. Những cái bộ đó thì phải sử dụng cái bộ V2 thì nó cao cấp hơn và nó cũng sẽ đắt tiền hơn nữa. Về cái kỹ thuật lắp keycap thì như các bạn đã biết rồi đó, mình có một cái kỹ thuật khá là hay, đó là chỉ cần đập cái bộ keycap này vào chiếc bàn phím thật là mạnh thì nó sẽ tự động nhảy hết vào thôi. Và cái bộ này thì chỉ có hỗ trợ full size thôi nhé. Còn con bàn phím thì tuy là TKL nhưng mà mình lắp vào thì chắc chắn sẽ bị dư các cái nút phần bát. Nhưng mà cái đó thì cũng không đáng kể lắm. Bây giờ mình sẽ thử nhé. Đó, như các bạn đã thấy thì cái bộ keycap nó đã được lắp tất cả vào trong cái bàn phím rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn nhìn sơ qua nhé. Đầu tiên thì các bạn nhìn đây, các cái ký tự của nó đã đẹp hơn rất là nhiều so với phiên bản gốc. Và chúng ta sẽ nhìn thấy ở phía dưới chân thì cái đèn led của nó cũng tỏa ra khá là đều. Và đặc biệt với con Funlen M87S này thì cái cường độ led của nó cũng rất là sáng. Cho nên mình nghĩ lắp cái bộ keycap này vào là khá là hợp lý. Bây giờ mình sẽ show cho các bạn xem các cái chế độ đèn led của em này sau khi đã lắp keycap bút đinh vào nhé. Ok, như vậy là mình đã vừa show cho các anh em về các cái chế độ đèn led của em này. Sau khi mà lắp bộ keycap bút đinh lên thì thực sự là nó rất là đẹp và nó khác biệt hoàn toàn so với lại cái trải nghiệm ban đầu. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn biết thêm là vì thay cái bộ keycap này thì nó sẽ là keycap PPT. Thì cái cảm giác sờ vào cái keycap thì nó cũng khác và cái cảm giác gõ nó cũng khác ban đầu luôn. Chính vì vậy mình sẽ cho các bạn nghe cái tiếng gõ của em này sau khi đã thay cái bộ keycap này vào nhé. Thank you.
Ok, như vậy là mình đã vừa mới cho các bạn xem về cái trải nghiệm khi mà mình lắp bộ keycap Budding vào trong cái bàn phím Fullland M87S. Thực sự đây là một cái sự kết hợp khá là hay ho và nó sẽ nâng tầm trải nghiệm cái bàn phím của mình lên rất là nhiều. Đèn LED của mình đã đẹp hơn, sáng hơn và cảm giác gõ cũng tốt hơn nhiều nữa. Về các cái ký tự thì nó rõ ràng đã thay đổi cái diện mạo của bàn phím rất nhiều. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể lắp được cái bộ keycap này cho rất là nhiều các cái dòng bàn phím. À, đặc biệt là những cái dòng bàn phím RGB thì LED của nó sẽ đẹp hơn. Và cái bộ keycap này nó còn có cả màu trắng dành cho phiên bản phím màu trắng và cả màu hồng nữa. À, nếu mà các bạn muốn mua cả sản phẩm bàn phím hoặc là keycap thì mình có để link ở lại phần phía dưới phần mô tả nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu mà thấy hay thì nhớ like, share và ủng hộ kênh Boss Gear nhé. Bye bye!